Nước ấm về, ấm về, nước ấm về. Không nhận, giữa rừng cũng có suối nước nóng nữa. Nóng lạnh thường như vậy, dễ bị đột quỵ lắm á. Đã tìm ra được nguyên nhân của bệnh đột quỵ chính là do tắm nước nóng lạnh thất thường. Tắm lẹ. Chị Google bó tay không dịch được ú ớ ú ớ ớ ú ớ ớ. Xả vào yếu kém, anh trai anh trai. Đừng bao giờ dại dột sờ mông đít người khác khi chưa được người ta tình nguyện cho phép nhé. Tao cảm giác cái gốc cây nó ấm ấm cực kỳ lắm mày ơi. Hai thằng Huy Khánh và Kiều Minh Tuấn dê xòm dám ôm đùi chị à. Tôi đâu có súng. Cái gì lòi ra ngoài chưa chắc là cây súng đâu nhé. Mày không chịu chạy theo mày giữ nó lại. Lực bất tòng tâm. Khi cảm giác lên đỉnh điểm là đây các bác ạ. Chuyện gì đang diễn ra trước mắt tao vậy? Bạn mình đang muốn làm sạch chân á. Cái bánh xe rồng rập nó lật khỏi đường ray. Bây giờ em mà nhúc nhích mạnh á là nó đứt luôn á. Giờ phút này mà thằng nào dẫn phút nạn vậy? Thằng tắc răng thảm họa nhất là đây. Giải vô địch bơi lội cho người không biết bơi. Không có cái dầm đạp nào nhức nhối bằng dẫm lên tổ ong. Tận cùng của nỗi đau, cái ao cũng không chứa chấp. Đừng xuống, cho cái xong. Trốn đến tận rốn. Cũng may, đây chỉ là sự cố nhỏ thôi. Đừng có khi dễ tôi nghe. Tôi mới lấy bằng hồi chiều qua. Và còn nhiều đoạn hài hước lầy lội hấp dẫn hơn nữa. Phim đang chiếu ì xèo ngoài rạp kìa các bác ạ. À.